nên 150 là một cây. Em có 3 cây loại lớn, có mấy cây nhỏ nữa. Rồi, giống nhau hết hoàn toàn anh em. Em lấy ngẫu nhiên nó cũng chưa xài hết, tất cả ba cái này là chưa xài hết. Vì nguyên lô nó có được mấy cây mới như vậy. Tiếp theo là em sẽ có đây, vô nó vậy nè. Trong bọc gì luôn nè. Thì em tháo ra test cho anh em. Kìm này kìm nhỏ hơn nè. Em lấy thử đây. Kìm này như trong cái lô hàng biết sao nó lọt trong có mấy cây này. Nó còn gít luôn nè, còn bót luôn nè anh em. Còn bót luôn á. Lấy cái khác. Nó ba cái phần kiểu như dầu của nó anh em, lâu ngày cái nó dầu của nó lâu ngày cái nó cứng. Đây nè. Lột bọc ra nè. Kiểu gì không biết. Anh em nhớ hồi xưa có mấy cái kìm của mấy ông già còn để lại đó là kìm thứ này. Xài rất là trâu luôn, bền luôn. Cái màu này nè, quan trọng cái màu này là ngày xưa ông bà mình có một cây xài đồ Trung Quốc rất là ngon. Biết sao nó còn sót lại nè. Rồi kìm này em bán với giá là 120. Kìm này lỗ anh em ơi, không được rồi. Để em bán cái kìm này nè. Cái kìm này với giá 120 nè. Cái kìm này giá 120. Số 19 nè. Giá 120.000. Còn cái kìm bự này tới 180.000 lận. 180 nha, cây bự xuống 180.000 nha. Còn cây này giá 120. Tại vì cái cây này nó nặng. Em bán lời tính kiếm chừng 10.000 uống cà phê thôi. Rồi tiếp theo là anh em biết cái này gì không? Cái này em nghĩ chắc nó xài bên bơm quẹt ga nè. Để vô đá quẹt ga. Rồi, ai thích cái đồ vô đá hoặc quẹt ga này bơm ga cũng lụm ở ngoài bãi luôn mà nó không có chữ gì, ở trên là nhôm còn ở trong là ở dưới là bằng thau, ở dưới nó nè rất là đẹp luôn, chưa hề bị sét luôn nè, nên thấy không, mới ok luôn đó, đó. Nên thấy không, rất là mới luôn đó. Tháo ra hết cho anh em xem cho được thấy rõ ha. Để vô đá không phải ra anh em. Nói chung là cái gì em thấy ok là mình lấy về mình bán thôi. Tại vì nó cái này cái độ hiếm nó có. Thị trường giờ bán cây này cũng hơi, kiếm cây này cũng hơi hiếm. Giống vậy nè. Còn cây nó cũng vô được chứ không phải không, nhưng mà nó không bằng. Số 20. Số 20 con này, cái này em bán giá 150.000 ha. Hàng độc nha anh em, 150.000 cái bơm quẹt ga, ô cái vô đá này. Rồi. Số 21. Con này em bán giá là 250k. Dứt xay nha anh em. Xay nè. Mà khi anh em không xay thì anh em vẫn dặn được nha. Đó, dặn được. Cũng như là xay tự động á, nè, nút đảo chiều nè. Thấy không? Anh em dặn tay cũng được mà đảo chiều cũng được. Mà nó này của Hồng Quạt Xeo nha anh em, Quạt Xeo da băng nè. Đó. Xay cũng được mà không xay cũng được bình thường. Đây nó có hai mũi nữa anh em. Nè, nó có hai mũi nữa. Đây. Một mũi đầu nhọn và một mũi dẹp nha. Đó, hai mũi. Dặn lại.
của quẹt xeo. Cái này em không biết sao mà tháo cái mũi này ra nữa. Đó, anh em nào biết thì lấy em mua về xài ha. Hai mũi, mũi nó đó. Rồi số 21 250. Số 22. Số 22 là cái mỏ lết của thằng SK11 nè anh em. Đó, mỏ lết SK11. Chưa vệ sinh nha anh em. Hoạt động chuyên chu. Nhìn của nó ok luôn nè. Đầu gơ rất ít nha nè. Thì cây mỏ lết thì vậy nó mới xài được. Miệng của nó nè rất là ok ha. Rồi, ai thích con này chốt cho em mã số 22, em mua giá bán là 200k. Một đất SK11 ha, giá 200. Theo là con cảo sên ha. Ủa, con này tầm bậy, con này là con tháo kiểu mà lực nhớt, tháo lực nhớt nha, cạo lực nhớt, cạo lực nhớt. Cái con này ví dụ mà anh em cái dòng sắt này, cái dòng sên này nó không vừa, nó không vừa với cái lực nhớt của mình thì mình có thể nối bằng hai cái nắp mắt dưới này nha anh em. Hai cái mắt cái này nó là một sợi dây sên bình thường, một sợi sên bình thường, còn riêng ở ngoài từ hai cái mắt trở về sau là nó lòi ra nè, để cho mình gá vô cái lỗ này mình cạo á. À, thấy không, mình thay là mình nối hai cái phần chỗ mắt này nè, đóng ra như là mình kiểu nối sên thông thường vậy đó. Đó, mình tháo ra nối vô dài vô. Rồi, ai thích con cạo sên này, số 23 cạo sên này bán là 180.000. Số 23 180.000 cáo xanh nè. Ủa, tầm 7 cáo lực nhớt, tháo lực nhớt xe ô tô á. Rồi, tiếp theo là hai con xịt khô ha, xịt gió Kurita gì nè. Đó, Kurita hai con cái lỗ này nó hơi mớp méo xíu nè, lỗ này về mình sửa lại bình thường, lỗ này nhận cứng này mình đổi lại sửa lại. Đó, hai con này chưa xì luôn anh em, em test rồi ok. Hai con này mỗi con giá 200 nha anh em. Số 24 200 24 24A 24B cũng 200 luôn, 200 hết đây nè, còn 200 24A 4B giống nhau hết, đồ bãi nghe nè. Tiếp theo là một cái con này 25 là cái con này là em mua về mà em chưa biết luôn, để giá là 400 yên mà cái này nó để nó cảo cái gì nè, chung anh em bên cơ khí là gành ha. Đó, để nó ép cái gì đó. Đó, thì chức năng của nó là theo hình vẽ nè, còn nguyên bản chưa xài nha, để 240 m/m gì nè. Đó, phần này rất là mới nha nè. Rồi, cái này bằng đồng thau nha anh em, chưa xài luôn, còn trong nguyên đai nguyên kiện luôn ha. Đó, theo thông số kỹ thuật nữa nè, anh em nào thấy được thì xài được thì xài. Rồi, con này em sẽ bán với giá là 220.000. Đó, 220.000 cho một cái sản phẩm này ha. Rồi, này là kêu bằng cái kẹp đi, ghi là cái kẹp đi ha, cái kẹp mã số 25, kẹp theo hình vẽ nè.
không? Đó, kẹp gỗ kẹp gì rồi, anh em cứ việc thấy lựa chọn hàng ha. Rồi tiếp theo là một cây cưa của thằng Somat. Đây cưa này hôm trước anh nào dặn đây, cưa này thục ra thục vô được anh em, lữ zin còn luôn. Somat, Somat má đen da băng luôn đó. Somat cán này chưa vệ sinh ha, dính bụi đất rồi. Rồi số 26, 26 chốt cho em cây cưa này chưa vệ sinh nha. Cưa này em sẽ, hôm trước em có một con rồi. Rồi con này em bán giá 150k. Somat đây nè, để mình cưa ống nhựa đồ đó, khi mà mình giờ lên giờ xuống rất là ok nè, kéo giờ ra giờ vô giờ ra ha, rất là ok luôn. Cái cán này mua không có nha anh em, quan trọng là cán của Nhật là người mua không có, có 150.000 chứ không có cái này, không ai bán đâu, trừ là bãi mới có thôi. Rồi tiếp theo, tiếp theo là số 27, số 27 này là kéo cắt cành nha anh em. 27 kéo cắt cành này chữ Nhật luôn nha anh em, chữ Nhật luôn ha, chữ này lò rèn thủ công ha, rất là bén nha. Nói chung là cái này còn bén, nhưng mà anh em muốn bén nữa thì mài nữa. Nói chung cái này là em chỉ báo là không mẻ, hoạt động ok. Rồi anh em nào muốn bén thì về mài thêm ha, em không có biết mài cho nên mài nó lục thêm chứ làm gì, cho nên là em chỉ bán kéo Nhật đây thôi. Rồi con này là chốt cho em mã số 17 ha, giá 300k. Cái có cành này là lâu lâu mới có con nha anh em, không có hoài đâu nha. Cái có cành này, cái lỗ thép đen này nè nó rất là tốt, còn cái lỗ thép trắng nó không bằng, anh em phải biết vậy đó. Đó, chiều dài con này là tầm khoảng 2 tấc nha anh em, nè 2 tấc ha, thấy trên đây là 2 tấc có gà ha. Rồi con số 17, ủa số 27, số 27 giá là 27, giá 300 ha. Rồi tiếp theo số 28, 28 con này với giá là 120k. Đó, 120k con tìm cua của Sa Băng này. Đó, Sa Băng luôn. Đó, tìm cua Sa Băng ha. Giá 120 không mẻ nha. Rất tốt. Đó, tìm cua này. Chiều dài chục cua này tầm khoảng 6 này nè, cái cua này dài tấc 6, số 28 giá 120, kim cua của Nhật luôn. Rồi tiếp theo em có ba con này, ba con kim tốt dây điện này. Con này là Whisper gì nè, đó một con, đây con nữa nè, Mat in Sa Băng này, đây con nữa nè, Whisper gì nè. Nói chung là ba con này của mặt bèo hết đó nè, thì mỗi con 150.000 nha nè, kèm tuốt cái điện ha. Số 29, 150k. 29 một con, hai con, ba con ha. Rồi đó, một con này, hai con này, ba con này giống nhau hết hoàn toàn nè. Con này có mỏ trước nó cắt ăn trước ha, vô đây là nó bấm cót con vàng này nè đó. Còn hai con đỏ nó giống nhau ha, hai con đỏ nó bấm cót ăn trước cắt ở phía sau đó. Thì cũng chức năng cũng như nhau thôi, 150 nha. Rồi thì clip em đến đây kết thúc nha anh em, ai thích thì alo cho em ha. Rồi bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Ai thấy hay nhớ cho em like, chia sẻ để cho
em làm cái động lực để phát triển hơn nữa nghe anh em. Rồi, xin chào anh em.